Còn cái thân già này thì không sao. Là một người mẹ, ai chẳng muốn là những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng mà lại toàn chi tiêu những cái thứ vô bổ, chả tiếc tiền. Con xin phép mời mẹ đi về ạ. Tôi không dám ở lại đây làm phiền chị nữa. Chỉ có cái loại con dâu hỗn hào mất nét như cô thôi nhá. Ôi dồi ôi, con ơi là con, mày về mà xem cái con vợ mày nó hỗn hào với mẹ đây này. Mẹ nói bé thôi được không ạ? Không có hàng xóm người ta nghe thấy ấy, lại tưởng con với cả mẹ cãi nhau. Này, chị thì chị sợ xấu mặt mặc kệ chị nhá. Còn cái thân già này ấy thì không sao. Tôi còn muốn cho cả cái thiên hạ này biết chị làm dâu hỗn hào như thế nào cơ. Mẹ nói thế là oan cho con đấy ạ. Mẹ thấy ấy, họ hàng rồi bạn bè người ta đến thăm nom, biếu đồng quà đồng bánh là cái đồng nợ đồng đần thôi ạ. Sau này nhà người ta có việc ý, thì con cũng phải đến con giả nợ thôi. Bây giờ ấy, mẹ còn đòi giữ cả cái tiền đấy thì có quá đáng không ạ? Chị không cho thì thôi, chị không cần phải giải thích nhá. Tôi ý, là tôi thương chị ốm đau nên tôi lên đây trông con cho chị, thì ít ra chị cũng phải cho tôi mấy đồng chứ. Mà tôi có giữ ý, thì cũng giữ để chi tiêu cho cháu tôi, cho cái gia đình này, chứ tiêu vào đâu đâu mà chị phải đắn đo. Không phải là con tham lam hay là con ích kỷ, nhưng mà mẹ xem, tất cả chi phí chi tiêu ăn uống trong nhà này, tiền điện tiền nước đều là con lo. Con chỉ nhớ mỗi mẹ một việc là mẹ giúp con trông cháu thôi ạ. Này này, thế chị định coi tôi là ô xin của cái nhà này đấy à? Vâng, thôi tôi hiểu rồi. Là chị chê tôi nghèo, tôi nhà quê nên chị mới đối xử với tôi như thế chứ gì. Mẹ, con không hề có ý như thế. Giờ chị giỏi lắm rồi. Để tôi đợi thằng Lâm về, tôi bảo nó bỏ chị. Cái thứ con dâu ở đâu mà hỗn láo, mất dạy. Mẹ, Quyên, con Quyên đâu? Đi ra đây tao bảo nhanh lên. Có chuyện gì đấy hả mẹ? Cô nói gì với thằng Lâm? Để nó gọi điện vì nó nói tôi không ra gì à? Cô giỏi lắm, bây giờ còn biết đặt điều nói xấu mẹ chồng nữa cơ đấy. Con... anh Lâm gọi điện nhưng mà con có nói gì đâu ạ? Không nói gì mà nó biết rõ tường tận như thế à? Này, cô đừng tưởng tôi già cả lũ lẫn mà cô thích nói như thế nào thì nói nhá. Mẹ, con với cả anh Lâm đã thống nhất với nhau là các cái khoản họ hàng rồi bạn bè biếu xén ý, bọn con sẽ cất riêng một chỗ. Tại vì lúc nãy mẹ nói là muốn giữ cái khoản đấy nên là con mới phải hỏi ý kiến anh Lâm nữa. Thôi, cô không cần phải nói nữa. Cô thì khéo mồm rồi, dẻo mồm rồi. Tôi bất hạnh mới đẻ ra cái thằng con bị cô bắt đắt thóp như thế. Mẹ, thôi, chị đừng nói nữa. Cô ngồi lên đầu lên cổ con trai tôi được, chứ đừng hòng mà ngồi lên đầu lên cổ tôi nhá. Mẹ, con biết là mẹ thương con nên là mới từ dưới quê lên đây để chăm cháu giúp vợ chồng con. Nhưng mà con xin mẹ đấy ạ, mẹ đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt như thế này mà nói con như thế được không ạ? Kobe nó cũng là cháu của mẹ mà. Mẹ đây. Kobe ơi, đang làm gì đấy? Con xem này, mẹ có quà cho con đây này. Cái gì đấy hả mẹ? Đây là siro, giúp con hay ăn chóng lớn. Bây giờ mẹ lấy ra cho con dùng luôn nhé. Vâng ạ. Ngoan lắm. Con uống đi. Ngon không? À. Uống từ từ thôi con. Giỏi thế nhỉ? Chị lại cho cháu thôi uống cái gì đấy? Mẹ ạ,
Đây là sản phẩm ăn của ngon Rick Kids, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng vi sinh đường ruột và hỗ trợ hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng ạ. À, nó còn có tác dụng là phòng chống các bệnh về hệ tiêu hóa nữa. Ôi giời, suốt ngày cho cháu tôi ăn những cái thứ linh ta linh tinh. Thời gian đấy ấy, chị bỏ thời gian ra mà làm thêm những cái món ngon để cho cháu tôi ăn còn hơn ý. Mẹ, tại vì là con thấy Kubi nó lười ăn quá nên là con cũng sốt ruột ạ. Với cả là cái sản phẩm này này rất là phù hợp với những đứa trẻ con nào mà có sức cái đề kháng kém, rồi là lười ăn, với cả những người mà hay ốm vặt như Kubi nhà mình nữa ạ. Cu, cái gì mà cu? Nó là con gái mà cứ suốt ngày gọi nó là cu. À, tôi hiểu rồi. Là vì chị biết là tôi mong có thằng cháu đích tôn nên là chị cứ cố tình gọi nó là cu để chọc tức tôi gì. Đâu ạ? Chị tìm đủ lý do để keo kiệt với tôi, nhưng mà lại toàn chi tiêu những cái thứ vô bổ chả tiếc tiền. Thì con cũng chỉ muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của cháu nó tốt hơn thôi. Bây giờ cháu nó khỏe rồi, mẹ chăm nó cũng đỡ vất vả hơn ạ. Thôi, chị không phải nói thêm gì nữa. Tôi thừa biết là chị bắt đầu chán tôi rồi, nên là chị muốn đuổi tôi về quê. Vì tôi ở đây ý, là tôi moi móp hết tiền của nhà chị chứ gì. Con không có ý đấy đâu ạ. Mẹ đừng đổ oan cho con như thế. Là một người mẹ, ai chẳng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình ạ. À? Chị thì giỏi lý sự lắm. Con uống nốt đi. Ơ kìa mẹ, mẹ mang túi đi đâu đấy ạ? Mà cháu đâu mẹ? Tôi gửi nó sang hàng xóm rồi. Tôi đi về quê, tôi không dám ở lại đây làm phiền chị nữa. Sao mẹ lại về ạ? Hay là con lại làm gì sai ạ? Không, chị không làm gì cả. Là tôi không xứng làm mẹ chồng của chị. Chị ghê gớm quá nên là tôi không dám ở lại đây làm phiền chị nữa. Kìa mẹ, có gì thì mẹ cứ vào nhà đi ạ. Bây giờ chồng con đi vắng, mẹ về thế này con khó xử đấy ạ. Mẹ cứ ở lại đây, rồi 2-3 hôm nữa anh Lâm về rồi tính sau ạ. Khỏi, lần này tôi về ấy, là họp gia đình, anh chị nhớ đưa nhau về. Một ấy, là từ mặt cái bà già này. Hai là đề nghị chị ly hôn ngay với con trai của tôi. Chứ tôi không thể để cho con trai tôi sống mãi với cái loại người ki bo keo kiệt bủn xỉn như chị được. Thế tóm lại vẫn là tiền đúng không mẹ? Chỉ vì con không đưa tiền cho mẹ nên là mẹ mới như thế này đúng không ạ? Này, thái độ của chị như thế là thế nào đấy? Tôi nói cho chị biết nhá, tôi vẫn đang là mẹ chồng của chị đấy. Vâng, đúng. Chính vì mẹ vẫn là mẹ chồng của con nên là con mới nhịn, con mới tôn trọng mẹ. Còn mẹ biết không, chính con trai mẹ là chồng con ấy ạ. Chính anh ấy là cái người mà luôn cấm con không được đưa tiền cho mẹ đấy ạ. Này, chị đừng có nói láo nhá. Chính chị là cái đứa đè đầu cưỡi cổ nó. Chị thao túng tiền nong, chị cấm cản nó một đủ mọi điều nhá. Mẹ, bọn con biết hết rồi ạ. Việc mẹ nợ nần, thua tha lô đề cờ bạc ấy, bọn con biết hết rồi. Cũng chính vì cái lý do đấy mà mẹ luôn muốn giữ cái khoản tiền mà bạn bè họ hàng biếu xén, rồi các khoản chi tiêu trong gia đình nữa, mẹ cũng muốn giữ. Rồi còn quá đáng hơn, cả cái việc con nhờ mẹ trông con giúp con, mẹ cũng đòi lấy tiền công nữa. Mẹ thua tha nợ nần như thế, chủ nợ người ta đến tìm anh Lâm, anh rất là bực mình đấy ạ. Mẹ có biết là bọn con buồn thế nào không ạ? Bọn con nghĩ là tại sao những cái lúc rảnh rỗi mẹ không tìm một cái việc gì đó có ích hơn để mẹ làm, mà mẹ lại có thể va vào những cái tệ nạn xã hội nguy hiểm như thế ạ? Anh Lâm mình còn bảo với con là ấy, hay là thôi, kệ, để cho chủ nợ đến tìm mẹ đấy ạ. Cô im đi. Chủ nợ nào? Lô đề nào? Này, tôi nói thật cho cô biết nhá. Để mà chơi những cái món ấy, chỉ có cái loại con dâu hỗn hào mất nết như cô thôi nhá. Đừng có ngậm bó phun người. Con nói, có thể mẹ không tin. Nhưng mà tiền nợ của mẹ ấy, con trả hết rồi đấy ạ. Mẹ không thấy là thời gian vừa qua không có một ai đến tìm mẹ đòi nợ à? Còn con không đưa tiền cho mẹ là để con góp vào để con trả nợ cho mẹ. Con chịu để mẹ nói con, mẹ mắng con là ác độc, là tham lam, là ki bo.
Tất cả cũng chỉ vì con, vì chồng con, vì anh Lâm thôi. Ờ thì... tại vì tôi ở quê, tôi buồn quá, nên là tôi cũng chỉ nghĩ là vui chơi vớ vẩn thôi. Chứ ai rẻ lại bị lún sâu quá nên là tôi... Ui giời. Con biết là mẹ buồn nên là mẹ mới như thế. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó thôi mẹ ạ. Hôm nay con cũng nói thẳng luôn, nếu mà mẹ không chịu thay đổi thì chắc là mẹ con mình không sống được với nhau đâu ạ. Bọn con cũng chỉ trả nợ cho mẹ nốt lần này thôi. Còn mẹ cứ nghĩ kỹ đi. Một là sống vui, sống khỏe với con cháu. Còn hai là va vào những cái tệ nạn xã hội nguy hiểm đấy. Chị dám... Mẹ, đến bây giờ con cũng không biết nói gì với mẹ nữa. Mẹ cứ chọn đi ạ. Hoặc là ở với bọn con. Hai là chơi bời, lô đề. Còn nếu mẹ không muốn thay đổi thì con xin phép mời mẹ đi về ạ. Con không muốn là con gái của con phải sống với một người bà có nhiều những cái thói hư tật xấu như thế đâu ạ. Quên, mẹ xin lỗi. Tại mẹ ở quê buồn quá, người ta thì cứ rủ rê, cho nên là... Mà mẹ không biết là các con đã giải vây cho mẹ. Bí bách quá nên là mẹ mới như thế. Chứ thực lòng mẹ biết là con là đứa con dâu tốt mà, con không bố láo bố tét như mẹ vẫn thường nói đâu. Mẹ, con biết là mẹ không cố ý như thế. Cũng vì bọn con vô tâm, mãi lo công lo việc, không quan tâm đến mẹ nhiều nên thành ra mẹ mới như vậy. Con cũng biết là mẹ rất thương chúng con. Bây giờ mẹ vào phòng đi ạ. Rồi mấy hôm nữa anh Lâm về, cả nhà mình cùng về quê mẹ nhá. Thôi, để mẹ về quê. Chứ mẹ không dám gặp thằng Lâm đâu, mẹ sợ nó. Để mẹ về. Thôi nào, mẹ không phải sợ gì hết, có con ở đây rồi mà. Anh Lâm không nói gì mẹ đâu. Nhưng mà nếu vì thế mà mẹ có nghĩ là con cưỡi đầu cưỡi cổ rồi bắt nạt anh ấy không ạ? À, không. Tại vì thời gian đấy mẹ túng quẫn, bí bách quá, đầu óc cứ như bà điên ý, nên là mẹ nói năng linh tinh thôi mà. Quyên à, mẹ xin lỗi con nhé. Con đừng để bụng mẹ nhé. Con đùa mẹ thôi. Thôi được rồi, bây giờ ấy, mẹ con mình đi sang hàng xóm đón cháu về, xong rồi về cả nhà mình cùng ăn cơm mẹ nhé. Thôi, con sang đón cháu đi, để mẹ vào mẹ cất đồ, xong rồi mẹ nấu ăn nhé. Vâng ạ. Điều kỳ diệu.